Rồi, Thắng Đô kính chào các bác. Thực sự là không còn cái chỗ để em bày lên sóng cho các bác nữa. Phải dọn bớt vào một chút. Lô này em về sẽ tập trung vào những cái dòng loa sạc Vinvega các bác nhé. Những dòng mà bây giờ anh em rất là chuộng. Cái việc đầu tiên là các bác lưu số của em vào để tiện liên lạc. Đấy, số thì thực ra là bên em ấy ngày xưa là có hai số nhưng mà bây giờ chỉ tập trung vào một số thôi, để tránh gọi là nhầm lẫn và đặc biệt là tránh những cái trường hợp mà nó không đúng. Ví dụ có những cái nơi mà người ta không chuẩn thì người ta có thể lấy số hoặc người ta lấy số của các bác. Tốt nhất là các bác có mua ở bên em thì các bác đừng comment để lại số điện thoại ở dưới cái clip, bởi vì để như thế thì những cái nơi, những cái người người ta có cái ý đồ xấu, người ta sẽ tự người ta gọi cho các bác và người ta lấy danh nghĩa là Thắng Audio. Đấy, thì nó sẽ không hay, nó sẽ là rất là dở. Cho nên là em chỉ có duy nhất một số này thôi các bác nhá. Em sẽ dừng màn hình đây để tập trung cho các bác chụp màn hình, ảnh màn hình và giúp em. Đấy là số điện thoại này của mạng Viettel các bác nhá. 0983698857. Địa chỉ thì cũng duy nhất thôi, số 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Các bác vào ngõ 225 thì có chỗ đỗ xe thoải mái, các bác đỗ thoải mái luôn. Ngoài ra thì em có website amthanhnoidia.com. Web này thì em chạy chục năm rồi, nhưng mà hơn chục năm rồi, nhưng mà nói thật là các bác là cũng bận quá, chưa có điều kiện để có thể làm cái web cho nó hoành tráng hơn. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cho các bác. Em sẽ hướng cho các bác trong dòng lô sạc pin này ấy, thì nói thật là rất là nhiều loại. Rất là nhiều loại luôn. Tuy nhiên em sẽ hướng cho các bác trong dòng bát 25, em sẽ hướng cho các bác những cái model nó vừa tầm tiền trong khoảng giá. Và trong bát 30 em cũng sẽ hướng cho các bác khoảng 1-2 model. Đấy, 1-2 model mà nó chơi đa dạng và lại tầm tiền hợp lý. Đó, cái tiêu chí của em trong cái clip này nó sẽ là như vậy nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ giới thiệu trước cho các bác cái dòng bát 25 đi. Đây là dòng bát 25 này. Thì bát 25 thì anh em hay gọi, hay hỏi, và cái số lượng bên em bán nhiều nhất trong dòng bát 25 là VS100 và RE25. Đấy. Rồi thỉnh thoảng thì có một cái dòng nữa là dòng 710. Nhưng dòng 710 thì nó lại ít về. Mà ít về thì đương nhiên là cũng chẳng có nhiều hàng mà để anh em biết đến được. Thì VS100 lô này thì em về được khoảng tầm 7-8 đôi cơ. Thì em dỡ trước 3 đôi đây, như ra đây cho các bác. Thì những cái em như thế này ấy, thì cái tầm giá của nó rơi khoảng tầm 11 triệu cộng trừ nhá. Thực ra đây là một cái giá rất là tốt. Đó, đây là một cái giá rất là tốt cho một cặp loa sạc Vinvega, chơi rất là đa dạng dòng nhạc, sử dụng bát 25. Các bác lưu ý là riêng với dòng sạc Vin thì những cái cặp như cặp AT8 đấy, bát 20 thôi, tiếng nó đã đánh rất hay rồi. Còn bát 25 này thì so với loa Nhật thì bát nó thậm chí nó còn tốt hơn rất nhiều những cái dòng loa Nhật bát 30. Đấy, mình so để mình có cái nhìn cho nó tổng quát. Thì cái dòng này thì nó dao động đấy, khoảng độ trên dưới 11 triệu. Tùy cặp, tùy màu, tùy tình trạng, đẹp, xấu như nào. Nhưng mà các bác nhìn qua là sẽ thấy hàng của em tuyển nó rất là đẹp. Trong lô này thì có duy nhất một em 710 thôi. Cái dòng này thì nó ít, bát 25, nhưng các bác nhìn chiều cao của nó cao hơn hẳn. Đó. Đấy là bát 25 em muốn giới thiệu. Mà cặp này tại sao em giới thiệu là thứ nhất là tiếng bát đánh dày. Đấy. Và hai nữa là anh em có thể kết hợp hát được. Đương nhiên là không phải là chuyên hát, nhưng anh hoàn toàn có thể kết hợp hát tốt. Rồi đến dòng bát 30, em sẽ muốn giới thiệu đến các bác dòng LS12. Dòng LS12 là cái dòng tương đối đa năng. Đó, dòng này thì nó là LS, nó là dòng đời sau. LS và E là dòng đời sau, anh em hay gọi là đời chót. Đó, thì những cái dòng này, hai dòng này thì hai dòng kết hợp hát nghe nhạc cũng rất là tốt. Mà bây giờ cái tiêu chí của anh em 2 trong 1 là nhiều.
Em tư vấn khách nhiều, anh em đến đây nhiều, em biết không phải ai cũng có điều kiện mà có thể chơi được một bộ sàn karaoke riêng, một bộ nghe nhạc riêng. Đấy, thì anh em chơi những cái cặp này thì nó tương đối đa năng, và thậm chí những cái dòng này ấy, thì với cái gu bát của một số anh em thì cái này nó còn dư bát cơ. Tức là bình thường hát thì các bác hay bổ trợ thêm súp, nhưng mà những cái dòng này nó còn dư bát luôn. Đó, thì em này, những em này thì nó ra giá nó dao động khoảng trên dưới 15 triệu tùy thôi. Đó, và cũng tùy thời điểm, có những thời điểm nó sẽ chênh nhau về thời điểm, đặc biệt là những cái thời điểm cận Tết. Thời điểm đấy là thứ nhất là hàng về cước nó cao, rồi mọi cái, mà quan trọng nhất là cái yếu tố lúc đấy cái nhu cầu nó lớn. Nhu cầu lớn thì cung mà nó vẫn vậy thì đồng nghĩa với việc là cầu lớn hơn cung, thì rõ ràng là hàng hóa nó sẽ lên. Cho nên là anh em nào mà đang gọi là có ý định mà chơi loa Mỹ thì nên mua thời điểm này. Và thời điểm này em đang đưa về những cái dòng sạc Winmega gọi là hậu Covid. Thực ra hậu Covid ở Việt Nam thôi, chứ còn trên thế giới thì các bác biết rồi, nó vẫn còn rất là nguy hiểm. Đó. Còn những cái dòng mà gọi là truyền thống như AT12, DX9 Mark 40, rồi bây giờ em không bày được ở đây, nhưng mà em đợt tới em về AT12 cũng có khoảng độ 5-7 đôi cơ. Rồi DX5 cũng có này, D5 cũng có nhé, đây là D5 này. D5 là những dòng đời trước của những cái dòng E và dòng LS. Nói chung là cứ nói đến chiếc Winmega thì mời các bác điện thoại cho hotline bên em, bởi vì bên em là chuyên rồi. Nó cũng giống như bô nhé các bác nhé. Không phải nó giống nhau đâu, không phải nó giống nhau hết đâu, mà bởi vì cái dòng sạc pin này nó giống như bô ở chỗ là có những cái lô là nó sản xuất tốt thì nó tái sản xuất, không phải mỗi sản xuất năm 95, 97 mà có thể nó sản xuất năm 92, và mỗi lô sản xuất, mỗi năm sản xuất, mà trong cùng một năm những cái dây chuyền lô sản xuất khác nhau nó cũng có sự khác nhau một chút. Đơn cử như đây em đã bày cho các bác xem hai cặp VS100. Các bác nhìn nhé, cái vân của em dưới đây nó sẽ sẫm hơn một chút. Đó, nó giống y như bô luôn. Bô cũng vậy, nếu mà các bác để ý, bô nó tái sản xuất nhiều cực kỳ luôn. Những model 301C2 nó sản xuất, tái sản xuất đến cách đến khoảng độ 7-8 năm nó vẫn sản xuất tái lại, bởi vì cái nhu cầu thị trường nó lớn. Đấy là một cái model thành công. Model thành công thì phải tái sản xuất nhiều. Còn có những cái model ấy mà không thành công thì các bác biết không, cái tuổi đời, vòng đời sản phẩm nó cực kỳ ngắn, nó chỉ trong vòng một năm nó không sản xuất nữa. Đấy. Rồi những cái dòng mà gọi là màu nó, cái kiểu dáng nó khác nhất trong cái dòng sạc Winmega, đấy là dòng SE Spare Edition. Dòng SE là khác nhất trong tất cả cái họ nhà sạc Win, từ cái thiết kế thùng, rồi mặt. Đấy, mặt những em này thì khác, mặt em này riêng cái dòng SE là nó có một cái nỉ nhung này. Đó. Và cái thông số của dòng SE thì thường nó sẽ ghi rất là rõ ở đây. Power Race 155W thôi. Maximum Output 117 dB. Đó, những cái thông số đó viết rất là chi tiết. Mà những cặp này thì nhìn chung là sạc pin thì em va tất cả các model rồi. Có những cái model mà bản thân ở Việt Nam cũng gần như không có đôi thứ hai. Ví dụ như đôi 2015 em bán cách đây 2 năm, bát 40. Đôi đấy thì hiện tại Việt Nam chưa thể ai có nữa. Từ những cái đôi rất là lạ, rất là độc, em va qua hết rồi. Cho nên chất của sạc Win ấy thì phải nói với bác là chẳng có model nào làm em thất vọng cả. Model nào cũng hay. Đấy, không phải thiên vị đâu, nhưng mà rõ ràng là sạc Win nó đáp ứng rất là tốt các cái tiêu chí về âm thanh, về chất lượng, và đặc biệt là cái phần phối ghép. Chơi đầu đồ này là nhiều khi những cái yếu tố phối ghép rất là quan trọng, thì sạc Win thì nó lại rất là ok cái khoản đấy. Thế cho nên là nhiều anh em thợ trong nghề hay gọi em là thắng sạc Winmega là như vậy. Em làm từ thời mà sạc Win nó còn chẳng có mấy ở Việt Nam cơ. Bây giờ nó quá nhiều, rất là quá nhiều rồi, nhưng mà em vẫn cố gắng làm sao mà tuyển chọn, làm một nhà tuyển trạch tốt nhất, tuyển cho các bác những cái cặp loa model, những cái model này thì ở nhiều nơi có chứ không phải một mình em. Nhưng làm sao mà em đứng trên phương diện của người tuyển trạch
kinh nghiệm lâu năm về sạc pin, em chọn cho các bác những cặp nó đẹp, giới thiệu cho các bác. Cố gắng như vậy. Rồi, cơ bản thông tin là như vậy. Những cái dòng mà phổ thông thì em có giới thiệu qua cho các bác như vậy. Thì trong khuôn khổ cái clip này rất là ngắn thôi. Đó, anh em mà có nhu cầu sạc pin thì điện ngay giúp em. Ngoài ra thì Nhật thì em vẫn đương nhiên là vẫn tiếp tục đưa về cho các bác. Là Nhật, Pioneer, Diatone, Unkyo là những cái dòng gọi là phổ thông. Đấy, rồi những cái dòng như Sony 747, rồi Bo, rồi những dòng Canada như Paradin, rồi Mỹ Boston, rồi JBL, rồi những cái dòng Tannoy bình dân. Đó là những cái dòng mà em rất là hay đưa về. Và tiêu chí của em là làm sao mà phải đưa về những cái cặp loa nó dễ ghép, kể cả Nhật hay Mỹ Anh. Đó. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác, kính chúc các bác và gia đình luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.